Hyundai Santa Fe 2021 hé lộ những hình ảnh đầu tiên sẽ có nhiều thay đổi lớn. Những hình ảnh đầu tiên của chiếc Hyundai Santa Fe 2021 vừa được hé lộ với những thay đổi so với phiên bản hiện tại. Những chiếc xe Hyundai Santa Fe 2021 thử nghiệm được chụp bởi paparazzi thời gian gần đây cho thấy mẫu xe này vẫn sẽ sở hữu thân xe quen thuộc đi kèm với những tinh chỉnh, nhất là phần đầu xe. Thay đổi rõ ràng nhất là đèn pha được tách rời đã được thay đổi thiết kế, tạo thành hình chữ T với đèn định vị ban ngày. Sự khác biệt này sẽ mang đến đồ họa đèn ban đêm đặc trưng hơn với các mẫu xe hiện nay của Hyundai. Ngoài ra, lưới tản nhiệt có hoa văn trang trí mới thiết kế rộng hơn với hai kiểu Standard và Luxury. Mặc dù phần đầu được phân biệt rõ ràng so với phiên bản Santa Fe hiện tại, nhưng đó không phải là thay đổi quan trọng nhất với chiếc SUV mới. Hyundai cho biết họ sẽ dựa trên nền tảng xe thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới của Santa Fe và nhiều khả năng sẽ có một phiên bản chạy điện của dòng xe này. Chưa hết, hãng cũng sẽ cải thiện các mẫu xe hiện tại với cấu hình linh hoạt hơn. Theo nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, Santa Fe mới sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai tại châu Âu và là chiếc SUV của hãng này trên toàn cầu sử dụng cấu trúc mới, được giới thiệu trên Hyundai Sonata mới nhất. Nền tảng này cải thiện đáng kể cả về hiệu suất, an toàn lẫn cảm giác lái. Việc sử dụng nền tảng mới giúp cho Hyundai bán Santa Fe mới với hệ chuyển động hybrid và plug-in hybrid. Trong khi đó, động cơ xăng truyền thống vẫn sẽ được cung cấp. Nền tảng cho phép cải thiện đáng kể về hiệu suất, xử lý và an toàn. Việc sử dụng kiến trúc này cũng sẽ cho phép Hyundai bán Santa Fe mới với cả hệ chuyển động hybrid và plug-in hybrid lần đầu tiên. Động cơ xăng truyền thống cũng sẽ được cung cấp. Hyundai Santa Fe hiện tại chỉ được bán ở một số thị trường nhất định kể từ đầu năm 2018, khiến cho nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc đang phải nâng cấp chiếc SUV một cách nhanh chóng và triệt để. Hyundai cho biết thêm thông tin về chiếc SUV sẽ được tiết lộ trong vài tuần tới, và tại châu Âu, Santa Fe mới sẽ mở bán từ tháng 9 này. Thông tin chi tiết về việc ra mắt tại Mỹ vẫn chưa được xác nhận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.